Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, để ba của Hoa tiếp tục cưa mấy nhánh cây sao, cây sao của bác Út. Đây, cây sao này thì nằm giáp ranh giữa hai vườn. Cái mương nhỏ. Rồi ở đây thì có cái miếu. Em Cường thì đang cưa bớt mấy phần nhánh nhỏ nhỏ phía bên dưới cho chút nữa dễ kéo nhánh đi ra phía ngoài. Đây thì có cây liễu với lại cây mai. Sát cây sao thì có thêm một cây gòn nữa. Bụi bông trang ở phía bên dưới. Quá nhiều cây luôn. Bà cũng hoa leo lên. Để cắt con gà. Leo lên phía sau. Anh Cường thì mới nói ba cũng là để cưa cây cho bà trước, để không hồi nó bị tăng á. Có dây mây, dây giác, nhiều dây leo quá. Cái này kêu bằng gừng hả? Lấy tay tha đó chơi cường. Chút đi cái tay luôn. Về vợ tưởng đi nhậu nữa. Chết luôn. Ở phía trong thì có anh Hiền nữa. Có lấy cọng dây nhỏ cho không chưa anh Hiền? Cái gốc cây sao bao bọc bởi lưới B40 luôn. Anh đụng hồi ổ kiến vàng trong đó ra kìa anh Hiền ơi. Trong cây bông trang á. Không có chuyện làm gì, chặt ổ kiến vàng cái gì. Này hồi nó cưa luôn cây gòn. Tấp ngược vô trong cây sao mà. Nói vậy mày nó dính lại rồi. Cắt cái dây mây luôn ơi. Dứ nữa kìa.
cho hai tờ phi luôn. Dưới ở trên á. Đi dưới nhánh tốt trên. Dướng tùm lum hết trơn. Kêu anh Hiền hạ gốc đi, trống rồi. Sát cây nhỏ chưa? Của nhà kế bên này, hai cây này nằm gần với nhau. Em Cường nói cái sợi dây lớn lên cho ba cũng hả, mình lấy treo dây. Hồi nãy giờ anh Hiền cũng có dọn ở phía trong phần gốc rồi, để một chút nữa có thể quấn dây kích, để kích dây ở phía bên dưới. Tàu dừa nó che ra đi luôn đi thầy ơi. Đây, ra đi luôn đi. Chỗ nước nữa không? Chỗ nước nữa? Ừ, chỗ nước nó tốt phòng quá. Ừ,
Dạ yeah, con ơi. Ôi anh Cường giữ dây mà thôi chưa anh Hiền xả. Này có nhiều đường dây điện quá. Mỗi đường có một dây mà. Nhắn nhào đầu với gì con. Này hồi mới qua bên bên bờ bên đây của sông. Bờ bên kia. Cây sao nhìn xa rất là cao luôn. Có cột dây thì kêu đến Hiền biết đường cách dây. Hiền ở phía dưới góc nhìn lên không có thấy đường. Cây nhiều quá. Không phải qua bên bên kia của bờ sông mới quay được. Bên thì có mấy cây giấy ngựa. Giấy ngựa thì giống giống như cây sà cừ vậy đó. Hơi cản.
vị có thấy mấy phần nù nù ra không? Cái đó là cưa cho nó sát mà thì con mốt nó sẽ áo da như vậy á. Nhà ba cũng hoa cưa thêm 7 nhánh nữa. 7 nhánh ở gần trên ngọn. Đông ơi. 7 nhánh nữa. Từ đó đi quà lên 7 nhánh. Này không phải tự ý ba cũng hoa sửa cây mà là ý của bác Út. Bác Út muốn ba cũng hoa cưa nhánh nào thì cưa. Cơ bản nhánh qua bên cây dừa, bởi vậy treo dây vào trong cái sợi đai luôn, sợi nó quơ quanh kia.
phải qua cưa từ từ cho nó không bị tước da. Cây sao này cao cỡ 25 mét. Gió bê bê bái vô trong kia. Nè, em Cường kéo dây lên cho bạn ngoài. Thêm 6 nhánh nữa. Thêm 6 nhánh nữa. Này phải cây ngoài mé sông. Ba của họ đã cực. Phải treo dây. Chú nói cho 10 triệu để anh tránh cho con leo nè. Thank you.
hồi nãy nói là cưa 6 nhánh, giờ nói thêm cưa thêm 5 nhánh. Quả của hoa có cột lần 5 nhánh luôn không đó. Quý vị có biết làm sao mà ba con hoa cột 5 nhánh vậy, nhưng mà cưa nhánh nào trước nhánh nào sau không? Rồi xong rồi. Thêm 2 nhánh nữa.
Trời ơi, thêm hai nhánh nữa. Thêm hoài luôn. Trời ơi, cưa ba nhánh. Bốn nhánh nữa. Cho giáp vòng luôn. Còn chút xíu nữa là tới ngọn rồi. Này chắc mình cũng hồi còn 4 nhánh nữa có xong luôn. Cho nãy giờ anh Hiền với lại em Cường cũng cưa dọn phần gốc rồi, trống rồi, cũng không có cản trở nhiều.
là gió không bay cái sợi dây, ba cũng hoa tưởng tưởng em còn sợi dây. Như bị gãy. Ba cũng đã cưa xong rồi, chờ cái phần ngọn có chút xíu nè. Đây Hoa cho quý vị xem mấy cây cây mà ba cũng Hoa cưa ở phía ngoài. Ba cũng đã cưa xong rồi. Em Cường nói để em Cường thả dây cho ba cũng Hoa xuống cho khỏe hơn là xuống bằng móng leo. Như ba cũng Hoa cột cái thòng lọng bỏ vào cái phần đùi á. Phía dưới này thì em Cường với anh Hèn xả dây cho ba cũng Hoa đi xuống. Xuống quá lẹ luôn. À, nắm vậy đó, kéo ngồi đây được không ba? Đi vô chạy, ba vô kéo không kìa. Chưa, từ từ, nắm gọng dây đai, kéo ra đây. Kéo. Ôi, nó mệt. Thêm nữa, nửa đi hoài luôn. Ngồi bảy, 4, 3. Xong rồi mấy phần nhánh nãy giờ Hoa không có quay nè. Anh Hiền với em Cường chắc ở bên kia bờ của bác Út luôn, chứ không có để ngay ở giữa sông, giữa con gạch. Một hồ một bộ dây đai. Ồ, một cái nịch với hai cái sợi dây đai. Anh Hiền nói cỡ 5kg có à. Kế xế luôn anh Hiền. Như anh là mang ổi không? Vậy sao con sẽ đi nổ chợ. Vậy mà vậy là ớt luôn anh Hiền. Anh Hiền có đâu mập mà. Trung bình. Làm ớt được phải đeo đó phải không? Trời ơi, đâu có thể. Để em. Đâu có thể. Dục em đeo cái này nè, em ớm. Ớm đi vài ký. Cái này để nịch bụng giảm eo. Thầy ba của Hoa và nhóm cũng đã cưa xong mấy cây sau. Hoa cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.